Vui mừng chào đón quý vị khán giả đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của nhãn hàng Kim Tiền Thảo, nhãn hình ông già, thuốc trị sỏi thận của công ty cổ phần dược phẩm OBC. Thưa quý vị, thông qua những câu chuyện của Mẹ Chồng Nàng Dâu, Quỳnh Linh mới cảm nhận được rằng là có những bà mẹ chồng rất là dễ thương. Đúng rồi. Nhưng mà có vấn đề chỗ là con dâu không chịu chia sẻ. Quan trọng nhất chỉ có hai chữ thôi quý vị, đó là chia sẻ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với sự chia sẻ của Mẹ Chồng Nàng Dâu đầu tiên. Cũng được cưng chiều quen rồi anh. Thì cháu, mẹ, anh Duy nói con thế này này. Tôi nghĩ là trời ơi, hai đứa này là hai đứa trẻ, và ai cũng nhận ai phần thắng anh ạ. Xin mời. Đây là mẹ vợ con rể. Chào cô. Dạ chào cô. Bây giờ cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết được ạ? Dạ. Dạ thưa anh Quyền Linh, thưa Lê Lộc. Dạ. Thưa tất cả quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thị Xuân Khanh. Tôi sinh 1960 và nghề nghiệp của tôi là giáo viên. Tôi đã về hưu được 3 năm. Dạ. Xin mời anh giới thiệu về mình ạ. Xin chào hai MC duyên dáng. Em là Đinh Ngọc Duy, sinh năm 1987. Em đang làm nhân viên thiết kế cho công ty truyền thông. Và em ở giải của mẹ được 1 năm rồi. Nhà mình có bé nào chưa anh? Chưa có bé nào nhưng mà có một bé đang ở trong bụng. Chúc mừng. Rồi cái ngày đầu tiên mà cô gặp chàng rể này đó, cô có ấn tượng gì không? Ấn tượng của mình về chàng rể của mình rất là tốt. Thấy đây là một chàng trai chín chắn. Đến đầu tiên là xin phép bác cho con được làm quen với lại em và cho con đặt vấn đề. Tức là mình thấy đây là một chàng trai quá nghiêm túc, phải không anh? Dạ. Vâng, như vậy là tất cả phụ huynh nào mà ở vào vị trí của mình đều hài lòng hết. Dạ, không biết anh là cái lần đầu tiên gặp mẹ vợ có ấn tượng gì không? Trước khi mà em quen vợ em là có nghe vợ em nói với em là mẹ là một giáo viên. Dạ. Cho nên là trong đầu em cứ mường tượng ra là chắc là phải khó tính lắm. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà ấn tượng đầu tiên thì mẹ rất là hiền, mà mẹ rất là thông cảm. Ví dụ như có những cái gì mà khó nói mẹ sẵn sàng lại chia sẻ. Có những cái đêm mà những hôm mà nói chuyện hai mẹ con nói chuyện với nhau, chắc là vợ em không hợp bằng em luôn. Đúng gì luôn đó hả? Lúc đấy mới chỉ yêu thôi, nhưng mà có thể là hai bác cháu thì nói chuyện đến tầm 11:30 mà vẫn chưa hết chuyện luôn. Có cách nào chỉ anh để mốt về nói chuyện cái đi. Lúc đấy là mình thật tâm mình chia sẻ. Thật tâm. Chắc có lẽ mình chưa thật tâm. Vậy thì quan trọng vẫn là thật tâm á cô hả? Dạ đúng. Em có ngại cái chuyện làm rể không? Bởi vì khi mà hàng xóm mà nghe nó mình làm rể, mày nó sao tự nhiên làm rể vậy đó. Lúc đầu em cũng suy nghĩ nhiều á, tại vì làm giải. Nhưng mà cuối cùng ấy thì vì thương vợ mình, vì yêu vợ em, cho nên là em chấp nhận cái chuyện làm giải và em thật tâm luôn, không có một cái suy nghĩ gì. Ai nói gì thì nói. Sống tốt với gia đình vợ thương mình, vợ mình thương mình thương vợ là được, đúng không? Tại vì nữa là mẹ vợ của em ấy, sức khỏe thì nó không được như người ta, nhà có ba mẹ con thôi. Em về làm coi như là người đàn ông để phụ việc trong gia đình nha, giúp đỡ mẹ. Em nghĩ em là chàng trai quốc dân. Trong nhà là ba người phụ nữ hết. Dạ đúng ạ. Giờ có Facebook, Facebook á. Hai mẹ con có kết bạn nhau không? Dạ có chứ. Có like mẹ vợ không? Có chứ, like chứ. Đăng hình lên là em like thôi, gì đâu mà. Có khi nào mẹ vợ đăng em không like không? Có đăng nhưng mà không like thì chắc là em quên. Nếu như mà em đền mà coi là có là em sẽ like. Nhiều khi giận không đăng, không like. Rồi khi mà mình về ở rể vậy có gặp khó khăn gì không anh? Mẹ vợ của em cũng là người Bắc. Những cái suy nghĩ ấy nó dễ hơn. Con rể tôi có một cái là cháu rất là thẳng thắn và vô tư. Tôi không biết ở các gia đình khác có coi đấy là xung đột không, nhưng mà mẹ con tôi đã phải trải qua những cái lúc khó khăn này ạ. Vâng. Thứ nhất là lúc đầu ví dụ như là cháu nói là mẹ ơi, con mẹ nấu cái gì con ăn cũng được. Mà tôi thì lại là thích là làm vui lòng người khác.
mà nhất là những người thân của mình thì mình lại càng thích, phải không ạ? Dạ. Thế nhưng mà khi tôi nấu, ví dụ như là cháu không thích ăn cá thì tôi không biết điều đó. Tôi thì nghĩ là ăn cá là tốt hơn là ăn thịt. Tôi để ý là cháu chỉ gắp 1-2 gắp cho mẹ vui thôi, còn lại ăn cơm với rau. Thì tôi phát hiện ra là không ăn cá. Tôi nói ngay với con gái tôi, và con gái tôi nói với lại rể. Chàng rể của tôi lại là người ở biển đấy ạ, mà không ăn cá. Không phải, có nghĩa là em quê em ở Quảng Ninh, em ở biển. Thì từ bé lớn em không ăn cá nước ngọt, em chỉ ăn được cá nước mặn thôi. Với lại là quan trọng là em ăn cá được, thế nhưng mà em không thích ăn cá. Em cũng muốn gỡ cái suy nghĩ đấy của mẹ, nhưng mà đến lúc mà mẹ buồn ra em mới vỡ lở ra. Bởi vì mẹ đã đặt hết tình cảm của mình vào món ăn đó. Mà khi mà người nội trợ đó, người ta đặt hết tình cảm vào món ăn, mà thấy cái người khách mà ăn mà còn ở đó hoặc là gấp cho qua loa thì người ta buồn lắm. Còn em thì sợ, nói là không thích ăn cá cũng sợ mẹ vợ buồn, thành ra cũng gấp cho nó có gấp, ăn cho nó có ăn, nhưng cái mặt nó không có vui. Thành ra cuối cùng không ai vui hết. Cá thì cũng còn, đổ cho con khác mới vui. Đó là cô là một nhà giáo. Còn Duy ở đây á là làm truyền thông. Vẫn làm truyền thông thì thức khuya dậy sớm, thậm chí cũng không biết giờ nào về luôn. Vậy thì hai cái cách sống này chắc chắn nó sẽ chênh lệch rất là xa. Trong nhà thì nữ là thường là anh biết sinh hoạt các thứ nó đều là theo một chiều hướng nhẹ nhàng hơn. Và hôm nào mà cháu đi về mệt thì cái bước chân của cháu nó rất nặng. Và thật là đối với tôi là đấy là một cái điều là khác hẳn. Khác hẳn trước đây. Duy được cái là sẵn sàng và giúp mẹ làm bếp. Xào rau thì cháu vừa mới nêm muối vào thôi là cháu hét toáng lên: chết rồi. Cả nhà coi như hốt hoảng. Hóa ra Duy bảo là tại con nêm muối và hơi mặn. Tức là Duy vô tư và thẳng thắn, cái là có cái gì là cảm xúc bộc lộ ra. Tính của em gặp ai em cũng thích làm cho người khác cười à. Nếu như mà em về làm giải em thấy mẹ buồn là em buồn. Nhưng mà so theo anh thấy thì anh thấy mình chưa hợp với mẹ điểm nào? Có một cái là về chuyện ăn uống. Đơn giản em nói ví dụ cho dễ hiểu thôi. Em thích ăn đồ cứng, nhưng mẹ thích ăn đồ mềm. Nhiều khi ví dụ hai vợ chồng cháu, tôi thấy ngồi xem TV, nhưng mà thấy các cháu bàn luận về một cái gì, xong một hồi quay ra thì bắt đầu tôi thấy là hai vợ chồng tranh luận, vượt quá cái tranh luận, tức là cãi nhau. Thì sau đó một hồi tôi nghe là con gái tôi mẹ mẹ, anh Duy nói con thế này này. Xong Duy lại mẹ mẹ Bi, thì con gái tôi ở nhà tên Bi, nói con thế này. Tôi nghĩ là trời ơi, hai đứa này là hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ con lấy nhau. Như trẻ con vậy. Dạ vâng, như trẻ con. Xong sau đó là lên là mẹ phải phân giải cho được. Dạ, ai cũng nhận ai phần thắng. Cô suy nghĩ nghiêng về chàng rể hay là nghiêng về con gái ruột của mình? Dạ bao giờ tôi cũng nói một câu là, tức là vợ thì phải biết nhịn chồng, nhưng mà chồng đồng thời phải là chỗ dựa và là trụ cột trong gia đình. Con là đàn ông, cho nên là con phải có những cái độ lượng. Tôi luôn luôn bao giờ cũng phải la rầy con gái mình trước. Hai vợ chồng cãi nhau ấy, có mặt mẹ là người lớn. Em nhận ra cái sai của em là em không kiềm chế được cái cảm xúc, tại vì tính em rất nóng. Cái lúc đấy thì em không nghĩ ra được, nhưng mà sau khi mà ví dụ như hai vợ chồng cãi nhau thì nhận ra cái sai của mình. Mà đàn ông thì sĩ diện cao, nhưng mà em cũng dẹp bỏ cái đấy. Em cũng ngồi em nói chuyện với mẹ, em cũng bảo là con xin lỗi mẹ, thì lần sau thì con cố gắng. Nhưng mà cứ đến lúc mà hai vợ chồng nó cãi nhau, cái cơn nóng nó lên kìm không nổi. Xin lỗi cho lên. Ít là, nhưng mà những cái đỉnh điểm nó lên thì... Đấy, cái đó là cái mà hay xảy ra mâu thuẫn. Bởi vì khi mình nóng quá mình mất kiểm soát. Khi mất kiểm soát mình tưởng đó chỉ có mình với vợ mình thôi. Nhưng biết đâu có một người rất nhạy cảm đang ngồi đó. Người đó mới là người đau ha. Thôi để xem bà bầu đã nói điều gì với ông xã của mình nha. Con chào bà ngoại, mẹ với em bé chào bố Duy nha. À, mẹ ơi, con biết thời gian vừa qua gia đình mình có rất là nhiều thay đổi từ sau khi con kết hôn. Mẹ ơi, vợ chồng con lúc nào cũng muốn mẹ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Mẹ hãy nghĩ rằng khi con kết hôn, không phải mẹ mất đi một người con gái mà mẹ còn có thêm một người con trai. Mẹ đừng ngại ngần khi mà muốn nhờ vợ chồng con bất cứ điều gì, cũng đừng cảm thấy rằng mình là gánh nặng chồng. Mẹ đã từng nói với em là mẹ rất là thương anh khi mà biết anh xa nhà và Sài Gòn rất nhiều. Thời gian rất là lâu rồi không có được cái hơi ấm với gia đình, cho nên nó phải là mẹ muốn bù đắp cho anh những cái đó để anh không cảm thấy thiếu thốn hơi ấm gia đình, mặc dù là ở xa mẹ. Em muốn anh sửa cái tính nóng của mình. Anh rất là tốt,
Nhưng mà cái tính nóng như chân phi của anh thì anh có biết không, mỗi lần anh nóng giận lên á thì người ngoài như em hay mẹ nhìn vào thì rất là đáng sợ. Không, tất cả mọi thứ luôn, em đúng có một cái tính nóng nó mất đi hết con người luôn. Lúc đó nó chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng khi mà nó gây ra hậu quả nghiêm trọng, mình có xin lỗi gì nữa thì nó cũng mất đi hết rồi. Hình như tính với anh với em giống nhau vậy. Đôi khi khùng mình quên mình tên mình là ai luôn, nhưng mà sau đó rồi nhắm mắt mình nói trời sao tôi khùng dữ vậy trời. Cố gắng thay đổi, giờ không được chắc cũng già thay đổi. À, hôm nay thì cô có mong muốn Duy thay đổi cái điều gì nữa không, ngoài cái chuyện nóng đó? Ở Duy có một cái mình thương nhất, cái ấn tượng mạnh mẽ nhất, luôn vì mọi người. Con gái tôi có nói thì các cháu nghĩ là tôi ngại, không dám nhờ các cháu. Đúng, tôi có ngại, tức là rể là khách. Thành ra mình phải không thể nào mà lạm dụng quá được. Cô vẫn còn ngại, tức là cô vẫn còn chưa xem Duy là nhiều con trai. Tức là ở đây nó vẫn còn một chút. Tuy rằng chúng ta nghĩ như thế, nhưng mà khi thể hiện bề ngoài thì nó không phải là như vậy. Mẹ ruột con ruột thì có gì đâu ngại. Nếu cần hả Duy, tại sao mày làm vậy Duy? Đây là những cái điều hết sức là gần gũi. Nếu chúng ta tạo được cái gần gũi đó thì chắc chắn cái chữ ngại nó không còn nữa. À, mẹ mình quá ngại rồi, anh có thể là không cần đến mẹ phải nhờ nữa, mình có thể tự làm luôn. Em đang đợi chị hỏi câu đấy. À, tất cả mọi thứ ở trong nhà không cần mẹ nói. Cái gì hư cái gì hỏng cái là em sẽ làm hết toàn bộ luôn. Em biết là mẹ ngại, chỉ muốn là khi mà con đã muốn làm một cái gì đó cho mẹ thì mẹ đón nhận thật lòng ấy. Mẹ không cần phải ngại như thế. Khi con đã về con làm rể, con đã chấp nhận con làm rể của mẹ thì là người một nhà trong nhà. Thì những cái gì mà nó khó nói thì mẹ con mình nói ra nó dễ hơn. Nếu như mà cứ ngại thì bao giờ mẹ con mình mới hiểu đúng nhau rồi. Có những thứ mà em có thể xong và làm được, dạ. Nhưng có những thứ mẹ em phải nhờ. Anh nói thí dụ như mẹ đau lưng quá, Duy mày đấm lưng tao một cái chỗ này coi. Nếu mà mẹ ngại thì không bao giờ có chuyện đó. Còn nếu như mẹ xem Duy như con ruột thì Duy, mày đánh tao cái lưng, trời tao mỏi quá Duy, bóp tao cái vai, có chuyện đó rất bình thường. Hy vọng ngày hôm nay á là hai mẹ con đã nói ra tất cả mọi điều đó, và cái chữ ngại đó nó không còn nữa. Thôi hai mẹ con ôm nhau cái nào, đâu có ngại gì. Duy về đấm lưng cho mẹ, bóp vai cho mẹ ha. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng gia đình, chúc gia đình mất luôn cái chữ ngại đó. Chúc gia đình vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô ạ. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và phần quà dành tặng cho cô và anh luôn là Cao Linh Chi Nhân Sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có tác dụng là bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh ạ. Dạ, xin được tặng cả gia đình mình một chiếc TV thương hiệu Akino 40 inch, tích hợp chức năng thu tín hiệu và truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô và anh đến với chương trình. Dạ, mình đi lối này dùm con. Dạ, cảm ơn cô. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Coi như cưới được con dâu này là giống như mình cũng có thêm một đứa con gái. Tại vì mình chỉ có hai đứa con trai, à, mình coi nó như con gái mình vậy. Xin mời. Chào cô. Dạ, chào cô ạ. À, mời cô ngồi. Dạ, chào chị. Xin mời chị ngồi. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Lê Lộc. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thị Tứ, quê ở Đà Nẵng. Năm nay tôi 60 tuổi. Hiện nay là tôi ở nhà làm nội trợ. Cô từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh luôn đó hả? Từ Đà Nẵng vào đây. Dạ. 60 tuổi trẻ quá hả? Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình. Xin chào Quyền Linh và Lê Lộc. Dạ. Em tên là Nguyễn Phan Thanh Trúc, năm nay mình 33 tuổi, hiện là đang kinh doanh tự do. Hôm nay là mình làm dâu của mẹ, về nhà làm dâu của mẹ là được khoảng 5 năm rồi. Và mình có hai cháu. Một cái ngày đầu tiên cô còn nhớ á, là cô gặp con dâu này, cô ấn tượng điều gì nhất? Hồi đó là tại vì là cô là ở Đà Nẵng, mà con trai cô nó đi học ở Sài Gòn. Rồi nó quen biết trong này thì con trai cô nó ở nhà của dì ruột của nó. Thì cô vô đó, cái nó dẫn Trúc về, cô cũng nghĩ đó là bạn gái của nó. Thì cô thấy con bé này sao mà nó nhỏ dữ vậy, nhưng mà cô thấy nó hiền lành, dễ thương, ăn nói nhỏ nhẹ. Trời, không biết là đối với chị thì chị có ấn tượng gì khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Như mình á, thì lúc đầu mà gặp bác á, hồi đó mình gọi là bác, khi mới qua nhà.
mình vào bác, xong cái mình ngồi ngay cái ghế đó. Thì lúc đó là bác đang chơi game trên máy tính á, trên Pokemon. Cái mình dạ con chào bác. Thì lúc đó mình nghĩ trời, không biết bác có dễ hay khó tính. Mình cũng ngồi, cái bác cũng ngồi bác chơi, bác cũng không nói gì với mình cũng ngồi im re mình đâu. Đổ mồ hôi hột rồi. Cái sau đó khi bác xong rồi, cái bác quay qua bác rồi bác hỏi chuyện. Thì lúc đó là hai bác cháu bắt đầu mới trò chuyện với nhau. Thì lúc đó mới cảm thấy là bắt đầu mới cảm thấy là thoải mái ra một tí. Và ấn tượng của mình ban đầu là mẹ cũng rất là khó tính. À. Dạ. Lúc đó mẹ đang đi bắt Pokemon. Nó hơi căng. Bắt được rồi nó vui. Trời hơn đó. Chứ bữa đó bắt không được là cũng hơi mệt đó. Rồi sau đó về làm dâu thì có thấy mẹ khó không? Dạ không. Cái giai đoạn mà em về làm dâu thực ra là lúc em ở trong Sài Gòn này. Rước dâu về xong làm đám cưới xong ở ngoài Đà Nẵng á. Thì em về nhà ba mẹ ở được 3 ngày. Là xong đó là phải thu xếp công việc để vô Sài Gòn. Bắt đầu lại hai vợ chồng lại đi làm. Mà không, cũng không có trăng mật, không có gì luôn. Thì trong vòng 3 ngày đó về nhà thì cũng nói chuyện với mẹ, với ông ngoại, với ba chồng. Và cảm giác của mình khi mà về mình cũng rất là thoải mái. Như con dâu á, dạ. Sài Gòn về Đà Nẵng nấu ăn, nấu cô có ăn được không cô? Nó cũng ít nấu. Tại vì là cô là người miền Trung, cô ăn mặn. Dạ. Còn con dâu nó ở Sài Gòn nó ăn nhạt hơn. Nó nấu thì nó chỉ có cái không hợp nhau là cái chỗ mà nó mặn nhạt thôi. Trong những ngày làm dâu đó cô có hài lòng với con dâu của mình không? Dạ, rất là hài lòng. Coi như cưới được con dâu này là giống như mình cũng có thêm một đứa con gái. Tại vì mình chỉ có hai đứa con trai. Mình coi nó như con gái mình vậy. Mình thương nó nhiều lắm. Nhưng mà chắc là chưa bao giờ mình nói được cái tiếng là mình thương con ấy. Có lẽ qua chương trình này là mẹ muốn nói với con là mẹ rất là thương con. Và mẹ rất là cảm ơn con đã làm dâu mẹ. Và đã sinh cho mẹ được hai đứa cháu nội. Có vẻ hai người hợp nhau quá nha. Dạ, nói chung là hai mẹ con em á thì cũng hợp nhau rất là nhiều vấn đề cuộc sống. Nhiều khi ra chợ mua đồ, mua cái áo, cái quần, hai mẹ con cũng rất là hợp. Ra chợ, cái này giảm giá hay cái kia. Hai mẹ con cũng xách nhau ra đi ra mua, lựa cho mẹ, lựa cho con. Giống như là bạn nha. Hai mẹ con đều thích đồ khuyến mãi hết. Thành ra là nó đi mà thấy đồ khuyến mãi là nó kêu mẹ. Bữa nay có khuyến mãi mẹ. Đây nè, đây cũng thích đồ khuyến mãi. Phụ nữ hả cô hả? Bên này không thích đồ khuyến mãi, thích đồ cho luôn à. Rồi hai mẹ con mình ở xa nhau vậy thì có hay tâm sự với nhau không chị? Dạ thì về tâm sự thì có lẽ là em với mẹ ít có dịp mà nói chuyện. Có nghĩa là có một khoảng thời gian khi mà mẹ vô Sài Gòn mẹ chăm cháu giúp em á, thì lúc đó em có bầu đứa thứ hai, thì đứa lớn mới có được khoảng hơn một tuổi rồi là em lại có bầu. Thế là mẹ từ Đà Nẵng mẹ cũng vô mẹ chăm, mà lúc đó có một cái thời gian mẹ vô mẹ chăm mẹ phụ em rất là nhiều. Sẵn đây con cũng rất là cảm ơn mẹ. Trong cái khoảng thời gian đó là mẹ cũng phụ giúp đỡ con rất là nhiều cái công việc mà con không học trực tiếp con làm được. Có khi nào mà cô vô chăm cháu rồi con dâu làm cô giận được cô về luôn không? Không, con dâu thì chưa làm, nhưng mà con trai thì có. Có một lần cô vô cô chăm cháu, bà mà thà ép cháu ăn. Cứ xong có lần cái cô ép cháu ăn, cứ coi như cháu bị sạc á. Cứ bà nó thì la bà, tức mình la bà, la nặng lắm. Cứ xong bà giận, bà bỏ bà đi luôn. Bà đi qua nhà cháu bà ở, nhưng mà bà trốn. Bà đi giống như đi trốn, bà không cho ai biết. Không cho ông nội ngoài Đà Nẵng biết luôn nè. Cứ xong bà nó, coi như là ông xã của này, của Trúc á, mới gọi điện hỏi tùm lum ở trong Sài Gòn. Không có ai, không biết chủ môi, ai cũng kêu không có ai. Cái lúc đó quan trọng là cô dâu suy nghĩ thế nào khi mà mẹ chồng mình bỏ đi. Dạ, lúc đó thì thực ra lúc đó em không có ở nhà, em cũng không có hiểu được là cái vấn đề tình hình như thế nào. Mà ngày về thì nghe ba nói vậy, cái nói ông xã thôi ông gọi bà nội đi, kiếm bà nội ở đâu, nó giờ qua xin lỗi bà nội. Cũng gọi không được, cái hỏi qua gọi qua dì Lộc, gọi cho mấy chú ở đây cũng kiếm không được, cái gọi cho ông nội. Tóm lại là mâu thuẫn nó xảy ra từ con trai chứ không phải là con dâu. Dạ, con nhưng dâu, bao giờ con dâu là người ở giữa để xoa dịu cái căng thẳng ở giữa hai mẹ con ruột không? Sau là con dâu nó đi tìm đấy, nó đi tìm về, nó xin lỗi, nó chở về. Con chở về. Dạ. Nhưng mà con dâu á, có quan tâm đến mẹ chồng nhiều không? Quan tâm thì cũng bình thường.
chứ cũng không có phải là quan tâm nhiều lắm. Ví dụ như là đi chơi ở đâu á thì đi siêu thị dẫn nhầm dẫn mẹ đi, rồi đó rủ mẹ đi đi chợ đi siêu thị vậy. Nói chung là về mà về quan tâm mà chia sẻ với mẹ đó thì em cũng ít gọi điện cho mẹ, nói chuyện với mẹ và hỏi là mẹ có khỏe hay không. Rồi thí dụ những cái dịp đặc biệt thì mình có làm những điều gì đó bất ngờ dành cho mẹ chưa? Dạ hầu như là cũng chưa. Mà kể cả sinh nhật của mẹ nhiều khi em cũng quên luôn nữa. Phải thú nhận mình là mình cũng hơi là vô tâm, hơi hời hợt. Nhiều khi cả với mẹ ruột em cũng vậy. Không phải đổ lỗi là do mình không có thời gian được, nhưng mà do là nhiều khi cái tính của em nó như vậy á, như là em không có chia sẻ được với mẹ. Ngại chia sẻ. Em rất là ngại chia sẻ. Vậy thì 5 năm qua con nó không có lo sinh nhật cho mình, nó cố không nhớ gì hết trơn á. Có bao giờ cô chạnh lòng không? Mình suy nghĩ nếu như mà con dâu mà nó quan tâm đến mình, nó tổ chức cho mình một cái gì thì mình rất là vui. Đúng rồi. Hôm mình nay... cũng mơ ước là nếu như mà ngày sinh nhật của mình chỉ cần nó tặng mình một cái hoa, hoặc là nó ghi một cái lời chúc mừng để nó mừng ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ thì mẹ cũng rất là vui. Nhưng mà có lẽ là con dâu nó cũng không nhớ được cái điều đó. Bây giờ em có nhớ ngày sinh nhật của mẹ ngày nào không? Dạ, ngày 1 tháng 1. Ngày 1 tháng 1 đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Đó, thấy chưa, nhớ ngày 1 tháng 1 mà không có mua cây đèn cầy với lại một cái bánh kem. Thôi vấn đề chỗ này nè, cần quan tâm mẹ chồng nhiều hơn nữa. Bởi vì nói gì nói thế chứ mẹ vẫn ước mơ. Mẹ vẫn ước mơ là được một lần tổ chức sinh nhật, được một cái hoa gì đó. Hay có vẻ em tiết kiệm quá, không có tổ chức luôn. Dạ không phải đâu, tại vì có một vấn đề là hồi lúc quay lại cái vấn đề mà hồi xưa em mới gặp mẹ, là gặp mẹ được 2-3 lần thôi. Cái lúc đó em cũng qua em chơi, thì mẹ cũng ở trong Đà Nẵng, mẹ vô Sài Gòn mẹ chơi. Cái thế là em qua chơi em thấy mẹ có cái bóp tiền, nhưng mà mẹ để bằng cái bóp mà dạng hồi xưa nó kéo kéo kìa, em thấy nó cũ rồi. Cái thế là thôi, em thấy mẹ cũng sắp về, cái thôi em ra ngoài em mua cho mẹ một cái bóp cũng bình thường thôi, cũng em tặng cho bác, lúc em tặng cho bác. Sau đó cái bác từ chối, bác không nhận. Cái lúc đó cũng thấy hơi buồn buồn, tuổi mình cũng buồn lắm. Mình hỏi em sao mà tặng đồ cho bác mà cái này nó cũng không có gì mà bác không nhận, buồn ghê. Thì ông xã nói chắc mẹ không thích. Nhưng mà xong rồi cái khi mà mẹ về thì mẹ cũng không cầm cái bóp đó về, vẫn để ở nhà. Thế em qua em thấy buồn quá, nên cũng thấy có tuổi trong lòng một chút. Nói chung là ghim từ đó đến giờ luôn. Lần đầu tiên gặp bác tặng cái bóp mà bác không lấy, thôi bây giờ khỏi tặng luôn, đúng không? Cái thế là, thế là không biết là bác như thế nào. Thế là từ đó về sau em cũng ít. Thôi xa lắm rồi, mê ghim gì đâu mà hơn 5 năm trời vậy đó. Tóm lại con trai có quan tâm với cô không? Con trai là nó còn hời hợt hơn con dâu nữa. Trời đất ơi, rồi hai người hời hợt hết luôn vậy đó hả? Con trai nó còn hời hợt hơn con dâu vậy nữa. Dâu còn... Cái này là cái sai sót rất lớn nha. Dạ đúng rồi, cái đó em cũng là đừng có ghim nữa. Đó là cái tinh thần, nó không phải là tiền bạc. Chỉ cần một cái hoa, một cái bánh kem nhỏ nhỏ thôi. Dạ đúng. Đó. Bây giờ anh nghĩ rằng là em có mong muốn tặng quà cho mẹ không? Dạ có ạ. Để tạo một cái bất ngờ cho mẹ thì em cũng chuẩn bị một cái món quà nhỏ nhỏ. Cũng sẵn chương trình này, con cũng xin là cảm ơn mẹ. Thứ nhất là đã xin ông xã và để con cũng có một người chồng cũng rất là tốt. Con cũng cảm ơn mẹ là mẹ đăng ký cái chương trình này để con mới được ghi hình lên truyền hình. Tại vì thật ra là cái chương trình này là mẹ đăng ký và mẹ rất là thích. Không phải mẹ thích đâu, anh nói thẳng ra luôn là mẹ muốn lên đây để nói vấn đề là em không có tặng quà cho mẹ đó. Vậy đi, bây giờ dạ, nè. Bây giờ ôm mẹ ha. Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên ha, em nói gì với mẹ. Món quà này coi như là món quà đầu tiên. Món quà đầu tiên này là con cũng tặng cho mẹ, và con hy vọng là mẹ đó sẽ đón nhận nó. Và con hy vọng là sau này con sẽ được dịp tặng thêm cho mẹ nhiều những món quà khác nữa để mẹ vui. Dạ, con xin cảm ơn mẹ. Mẹ cũng cảm ơn con. Đây con tặng cho mẹ. Bỏ quà luôn. Cái gì đó? Dạ, chỉ là một cái cài áo thôi. Cài cho mẹ luôn. Cài trên như cài xuống nè. Wow. Con thấy sao? Dạ, rất là mừng. Rất là mừng, đúng không? Rất là vui, tại vì đây là... thế là cái bóp hồi nó nói thì bây giờ mới nhớ lại. Dạ. Chứ còn không nhớ cũng như quên rồi. Dạ. Đó chứ bắt đầu từ ngày hôm nay vẫn như thế nha.
một cái hoa nho nhỏ, một món quà nho nhỏ, một cái tình cảm của mình, thậm chí là một cái gì đó nó là tình cảm thôi, không cần phải tiền bạc nhiều đâu, mà mẹ rất là vui ha. Thôi chúc hai mẹ con hạnh phúc mãi mãi nha, và luôn luôn thành công trong mọi công việc. Đây tiếp tục là món quà mà lần đầu tiên chương trình cũng gửi tặng cho cô, một kỷ niệm. Kỷ niệm trước cái đã ha. Kỷ niệm để cô nhớ đã xem chương trình, đã gặp Quyền Linh với Lê Lộc. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô nữa à. Đây là Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Và phần quà dành tặng cho cô và cả chị luôn là Cao Linh Chi Nhân Sâm của công ty cổ phần dược phẩm OBC, có tác dụng bổ dưỡng khí huyết, giảm cholesterol, giảm mỡ máu và trị suy nhược thần kinh à. Và còn một phần quà đặc biệt đó là một chiếc TV của thương hiệu Akino 40 inch, tích hợp tính năng thu tín hiệu và truyền hình số vệ tinh, trị giá 5.950.000 đồng ạ. Xin cảm ơn chương trình ạ. Dạ, cảm ơn cô và chị. Dạ, xuống đó. Đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong ngày hôm nay. Mỗi câu chuyện nó có một cái nội dung khác nhau, nhưng qua những nội dung đó chắc chắn rằng mỗi người sẽ thấy chúng ta trong đó, mỗi người sẽ thấy chúng ta khiếm khuyết một phần nào đó, và chúng ta sẽ hoàn thiện cái phần khuyết đó để gia đình được hạnh phúc hơn. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình, và đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và khán giả xem truyền hình cũng có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng khi trả lời đúng câu hỏi thông qua trang fanpage của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Quyền Linh và Lê Lộc cũng được cảm ơn nhãn hàng Kim Tiền Thảo, nhãn hình ông già, thuốc trị sỏi thận của công ty cổ phần dược phẩm OBC đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn yết đi, kệ nó. Kêu anh dậy, anh pha đồ ăn nè. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Mẹ la, mẹ kêu chứ con á là không có coi cha mẹ chồng ra gì hết á, không có tôn trọng, không có xin phép, đi là không có phép tặc. Cái gọi cho ba em luôn, kêu là về coi lại con đi nha, nó đi không có xin phép ai hết á. Khi đó ba mẹ giận lắm, giận dữ là dữ luôn. Khi xuống bếp là thấy đồ ăn sáng, đồ ăn trưa đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hết rồi. Thế mẹ thì đi về giữa trưa nắng, nhìn thấy thế em thấy thương mẹ quá.